nhà. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Nay trời như là áp thấp hay gì mà u ám cả nhà ơi. Giờ lấy mấy bực với mấy cái đuối xẻ nhà xẻ nè. Giờ mình bực mình xào khóm với dưa. Cả đuối chiên chấm mắm men làm xương xương ăn cơm luôn cả nhà ơi. Xin chào cả nhà nha. Bây giờ là khoảng 2 giờ mấy gần 3 giờ chiều. 4 giờ chứ. 4 giờ chiều rồi. 4 giờ mấy. 4 giờ mấy rồi. Thì ở nhà có mớ mực, mực này thì của chị Hai bán. Thì lấy là vài con này chút nữa xào xào gọi là chua ngọt. Ở đây có khóm với lại dưa leo, cà chua. Xào chua ngọt. Rồi gia đình bằng cơm với lại chai với anh đang làm xương xương luôn. Ở đây thì có mớ khô cá đuối nhà mình xẻ nè. Đi bán cho cả nhà đó. Thì nhà mình cũng ăn luôn à. Đây, này chưa khô lắm. Tại vì hôm nay trời ấp thấp á nên là bỏ vô tủ đông rồi mai mới đem ra phơi. Ngày chờ cha sẽ chiên mớ khô này chấm lên mắm me cơm. Còn cái này mực thì bạch tuộc thì xào chua ngọt. Bây giờ làm thôi. Rồi vô đây. Sao vậy biết? Đây nhà mình có nuôi chó mẹ nè. Mẹ mới đẻ được vài con chó đi cho con nó bú. Trời hôm nay khá là âm u luôn cả nhà. Từ sáng giờ toàn mưa không à. Mưa từ sáng giờ trời âm u vậy luôn à. Rồi đổ vô ăn vô thử tỏi xào mực luôn nha ai. Rồi thấy nè. Đi kéo kéo. Kéo rồi. Hành cái đống nè, bỏ đại vô. Cho chị với anh em. Đó xào thằng lên đã mới lấy về luôn nè. Đi. Đồ niêm, đồ niêm. Bén mò bén không cả nhà ơi. Lâu quá không ăn mực. Đây chẳng có mực nè. Nó trời lạnh 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 ăn mực. Ông bảo. Rồi miếng đồ luôn. Miếng đồ cho thấm vô con mực nó ra vị vô cả nhà ơi. Miếng mực ngọt miếng đường. Chín nè cả nhà, bỏ cà vô cả nhà ơi. Đã chưa đặt sắt chưa? Bỏ quét cà đỏ luôn. Từng lớp thì sắc đẹp không? Đẹp lắm. Sắc giống lắm. Bỏ vô cũng nhiều. Khóm cần nhiều. Ai đâu ăn khóm. Ba con cuốn nó bú hơi sữa rồi. Thường thấy rồi. Con này bún sái của mình nè. Rồi, nhưng chịu lại đi. Cho khóm vào các bạn ơi. Bỏ khóm vào cho miền Tây. Nè, đây nè, đứa con miếng nè. Nhìn cái màu nó lên đẹp ha. Rồi, sắp hành lên tàu đi.
cái gì thơm bỏ trước. Thơm bỏ trước cho thấm à. Dưa bỏ sau cùng nha, cho nó giòn. Dưa xào qua xào lại nhắc xuống, dưa bỏ trước mình xào qua. Dạ, chảo mình quá rồi, chảo không tử luôn. Mấy món rồi mình muối mặn ơi, thôi rồi một trời xào dài lắc khỏi ăn luôn. Rồi xào vậy được rồi, bỏ muối chỉ lắc chấm tương đồ. Mình xào dĩa chua cay chua ngọt thơm và dưa dầm chi khô nha ơi. Chiên cái đuối trước nha nhà. Dạ. Chua. Chua. Cá đuối với lại khô cá lải chiên chấm với lại mắm me. Đây là chấm mắm me nãy anh Nhân mới làm. Trong đây thì có me nè, rồi đường, bột ngọt. Cái nước mắm me này cả nhà làm bằng nước tương thì nó ngon hơn nước mắm nha. Nước mắm cũng được nhưng mà nước tương cũng được. Rồi mình dầm ra cho nó kẹo kẹo như vậy là ngon rồi. Đó, chấm với lại khô là hết sảy luôn. Còn bên đây thì muối ớt. Muối ớt chấm với lại mực. Muối ớt thì làm với lại đường, bột ngọt, chanh, ớt. Cũng kêu dẻo dẻo luôn. Đấy, bỏ chiên cả nhà. Đây cá lải nha. Cá lại ăn con chiên thì sợ gì. Để ăn lắm, trộn gỏi trong đồ ngon, gỏi xài, gỏi đồ. Kho nó cũng chua, lá me, đồ nấu ngon lắm. Nào là mới có ăn khô thì liên hệ mình nha. Buổi trưa là chiên nằm ở me không ngủ hết lần. Số điện thoại Zalo mình để trong phần mô tả video. Chín nha nha, nhanh lắm. Nhiều quá nó giòn lắm. Nhìn cái cháo hấp dẫn cả nhà. Đầy đủ màu sắc. Nhà giờ mình múc ra cái này. Tạm đó anh lấy ghế cho nó ngồi đâu. Nhiều nhã lắm. Chào nhà nè. Chào nhà. Chào nhà. Chào ông bà cô chú đi. Ăn đi. Ăn đi. Mất. Tại sao nó chứ? Chén này cho ai? Chén này chén Nguyên. Cả nhà mình ăn cơm còn trai là anh Nhân làm lâu hay lâu sương sương. Chén này bị mẻ mà. Trời cơm. Giờ thấy Nguyên. Ngồi chén Nguyên rồi. Nhân ăn cơm rồi. Rồi mời cả nhà cho chiến trước đó. Chào cả nhà, mời cả nhà ăn cơm. Chào cả nhà. Mời cả nhà ăn cơm. Chào cả nhà. Mời nhà con, mời nhà đi, mời cả nhà ăn cơm. Chào cả nhà đi con. Chào cả nhà, mời cái niềm cơm gia đình nha. Rồi xin mời cả nhà ăn cơm với gia đình mình. Hôm nay thì có món bạch tuộc xào chua ngọt với lại khô chiên. Thì cha và lại anh Nhân làm cho nó xương xương. Cả nhà mình ăn cơm. Rồi mời cả nhà ăn cơm luôn cả nhà ơi. Tình thương với cha con với gia đình tôi cả nhà. Cùng ly với anh Nhân gì hết vậy.
cùng ly cái anh nhân cho nó khí thế coi. Mùi bén luôn, bật trầu chua ngọt đã lắm. Vô vô qua nhà mực ngon cháu, mực ngon mực xuống dưới cơm nè. Thằng đó múc cơm cho chị hai mày hả? Chấm với lại mắm me phô chim không cái lãi ở nhà ơi, lãi mắm me còn mực chấm với trời ơi, mực chấm cái lãi nha, nó cho mực chấm cái đó ngon mực đó chấm muối ớt ngon dạ làm tiên chi tương chấm coi tương cái nhà mực chê mực 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 cái xấu nhà cái mì nè phô phô cái lãi thôi nha. Phơi nhìn nó sạch mà nhìn nó ngon. Nó thịt nó ngọt lắm mà giòn. Khô này cá lãi này cả nhà chiên chấm lại me ăn cơm thì thứ nào chịu nổi nữa. Còn thôi mình kho tiêu, món chua. Mình không phải ăn kho tiêu. Bữa nay chạy ui ui đồng bảo à. Cái nhà nào mà muốn liên hệ cá khô thì liên hệ mình. Zalo mình để phần mô tả. Nhắn tin cho mình là mình gửi cho cả nhà liền. Phơi xong là gửi liền. Khô nãy nhà làm cho nên ngon lắm. Vậy đồ uống bia à? Xào uống bia. Cá đuối. Ăn xương ăn cơm. Trời mà mù nữa. Thứ nào cũng nổi. Ủa sao ta chưa kiếm gì đây nè? Đây ta kiếm cái gì đây nè? Mực tới chi vậy? Ủa để về sau ăn chờ mực tới. Thôi chén múc bằng để dĩa ra chảo bệnh cho nó gấp đi. Con dính đâu rồi khóc. Chàng, đục chàng. Đục chàng. Giòn sang. Giòn ngon. Tôi xin nói theo. Mắm me gì ăn con này khi chưa ăn cũng ngủ chiên ăn ngủ chấm mắm me hết lần. Thôi cái mắm me chưa ăn ngon cơm mới ngon hơn cá. Vô. Đó mẹ cạo lưng ra. Mình. Bữa nay mẹ sẽ khô mẹ giúp mình sẽ vô bệnh luôn. Để 50 ký cá bệnh. Để 50 ký cá tổng bệnh luôn cả nhà ơi. Cô làm nhà cực lắm. Trẻ á. Nhưng mà nó phải qua nhiều công đoạn cắt đầu cải rồi mới giải rồi mới sẽ. Cắt đầu ha. Đánh giải, cắt kỳ, cắt đầu, cắt đuôi. Xong rồi rửa còn bặn, xong rồi mới xẻ. Xẻ xong rồi rửa lại hai ba bặn. Ớp nó quên. Trời ơi. Cực lắm. Ngồi một ngày nay bệnh luôn. Hôm nay bệnh này. Chỉ có cha mẹ mà làm hả? Có bữa nào già làm mà trẻ không có làm, trẻ đi ngủ chưa. Ủa có bữa nào anh Nhân muối mực ít cho anh Nhân mới sẽ phụ à? Trẻ đi ngủ, già làm. Phụ ăn. Anh ấm rộng thôi, chứ làm không? Chứ nghe đứt không vậy? Không có đuối. Bữa nay thì cái lúc đầu làm á, thì nó có hơi một tí xíu gọi là mùi khai một tí xíu cả nhà, nhưng mà mấy cái chuyến sau rồi rút kinh nghiệm cả nhà. Là chuyến đầu mình vơi nó lúc đó là mình vơi lúc 11 giờ trưa rồi, nó xíu một nửa nắng nên là nó có hơi tí mùi à, nó không có nhiều đâu, nó có một tí xíu à. Còn mấy lần trước sau thì vơi nguyên nắng luôn cả nhà, phơi từ sáng tới chiều cái là nó ăn nó thơm lắm, nó không có ngọt ngọt, nó không có khai luôn. Tại sáng giờ trời ui ui nè. Ui còn mà mềm mềm đã rồi, còn đã rồi. Ngại nữa. Gấp lên, chạy ra. Để cho làm gì cục. Nó không có khai đâu hả? Nãy con ăn nó đâu thấy miếng khai nào đâu, ăn nó ngọt ngọt. Còn mềm mềm ăn lâu khai rồi đó. Ăn nó ngọt ngọt, nó dẻo dẻo ngon lắm cả nhà. Ăn ha. Mình làm nhà nên mình từ từ cái mình có kinh nghiệm mình làm nó ngon.
mực này là nhà hai mẹ con mình đi lên Cần Đước, chợ Cần Đước cả nhà bán, người nào có ăn mực là tới chỗ Bùng Binh, chỗ ngay đường vô chợ cả nhà. Chứ mấy bên chỗ giữa ở bên quán cà phê Chính Cao. Rồi ăn là có rẻ để bán. Ở bên đây là có tôi bán. Em đây là có em gái trẻ bán. Ai ăn mực này là đi qua bên ủng hộ nha, mực này ngon giòn nha. Ở đâu? Ở bên chợ Cần Đước. Cần Đước Long An ngã ba Bùng Binh. Chợ ngã ba Bùng Binh, ngay chợ luôn, gần cho chợ, ngay gần cho chợ. Ai ăn liên hệ. Thế ăn liên hệ mà liên hệ gần chứ lại xa. Chuyên sĩ và lẻ luôn. Ai ở Cần Đước. Lẻ luôn. Thì có mua bán sĩ gì đó thì liên hệ. Rồi mua nhiều chạy tới tận nhà luôn, giao hàng tận nơi. Liên hệ nhà mình. Chuyên bỏ sĩ. Mua 10 kg ra chợ mua giùm. Dạ. Mua 10 kg 20 kg dạo nhà. Sĩ và lẻ luôn. Nơi nơi luôn. Sĩ và lẻ. Mình ok. Lượng cao. Ăn khổ vậy chăng? Dạ tôi nói giao 10 kg cho thành người ta ở trên Ninh thành phố rồi giao tới không? Tới luôn. Lấy xe. Lấy xe. Coi. Thử cái xe nãy giờ ăn hết cái rau mực luôn. Xe thấy mực. Mực giòn. Xe này được. Xe không cay cũng kinh rồi. Xe cay ra làm chưa xe không cay cũng kinh rồi. Đó. Xe thôi. Em kinh rồi em quay kinh rồi. Nó bé lại nhỏ thôi, nó bé chừng sai rồi. Nè, tay đẹp rồi. Ai Sơn nè, ai Sơn nè. Ai Sơn, ở đây Sơn. Nhìn đầu. Nó là Hoài Sơn. Ai Sơn, tay em chừng nhà xấu. Dạ. Thôi rồi, động lấy hai lon, lấy cái thuốc ra luôn. Rồi mình nước, bình nước rồi nè. Nè. Bà. Nó lấy mực mực đó. Qua. Qua. Đó. Mực nó giòn ghê. Cái da nó giòn giòn ha, cái thịt nó dẻo dẻo. Hai nó đâu có mặn nhiều phải không? Không có lãi. Anh kia nó xào ấy, kia xào. Đâu có bỏ muối đâu, nãy bỏ muối. Nãy hôm nay con đỏ đẹp trai nhất. Bớt, anh chỉ vô miệng đi ra, anh chỉ vô miệng đi. Chanh. Nãy, anh chỉ vô miệng quay với ra, anh chỉ. Mực, mực đâu chỉ anh. Mực. Mực. Để uống ba lon. Để cho năm đi nhả chi. Thằng chén. Yếu gì đâu yếu. Vô. Vô cái nhà ơi, màu bén quá. Trời đỏ nào rồi. Trời mắt bắt rồi, vô bia thì ăn mực nha, bén quá. Thì có mấy ngày mà không chạy biển như này á, thì cha mới nhậu cũng uống có một lon hai lon, ăn cơm uống lon hai lon cho nó xả chết, chứ đâu phải là ăn không lúc nào quá. Muốn quay ăn nhậu, ăn nhậu nhiều cho cả nhà xem. Nhậu đồ nhiều, thích. Nhậu có đồ có nhiều đâu, đồ giỏi lắm, năm lon là xỉn rồi. Tại giờ thì mình làm mà mình làm được thì mình những lúc mình nghỉ ngơi thì mình giải trí ha cha, uống một hai lon rồi. Ba. Đâu vậy chứ đâu yếu xìu mà cả nhà ơi. Năm lon là xỉn ơi. Đâu nhân mấy lon? Năm lon. Nhậu nhiều đâu. Nhậu còn trăm lon. Ông mà năm lon, trăm lon. Sáu. Nếu quại nhậu trăm lon. Đấy sao? Cười kìa. Ông quại. À xíu ông tay đẹp đâu, ông tay đẹp đâu. Xẻ ông tay đẹp đây, xẻ ông tay đẹp đây đây. Ông tay. Chú bà đây. Ông quại, ông quại. Chỉ ông kìa. Ừ. Chân đâu, chân đẹp đâu, đưa chân đẹp đi. Sáu. Sáu, tư. Làm sáu rồi, làm sáu rồi. Cá. Mực. Cá, mực. Nó mực. Mực à, đó, đen nó mực đây. Mực, mực, mực. Mực đi, mực. Nên nó bị muốn mực cái trống. Nên nó bị muốn mực trống. Mực, cái chỉ mực trong nhà. Mực đi, mực. Mực. Mẹ nè. Phải ăn nhảy đậm chân rồi. Giờ nó miếng mực nè, đỏ xong cất mực cho anh ai ăn đi. Vậy cho mang về cục thôi. Chén hút chơi chờ cho đen về cục đi. Ai đi uống nhiều. Để chảo luôn nó múc ra gì đâu. Chén gì nữa. Để đi đó. Cơm luôn nữa. Ừ. Trời ăn mừng từ sáng giờ luôn. Rồi nhà chúng đưa cha năng. Đâu rồi, chỗ quải chuyện cưới đồng nhiều quá cả nhà ơi, đi hoài luôn, làm được quá.
đó quá. Đánh đòi dịch á, không có làm gì nữa được nên dịch.